Chào các bạn bất thường gọi mình là gì nhở? Dũng Mori. Thế nhưng tên thật của mình là Nguyễn Văn Dũng. Mình đã học tiếng Nhật từ năm 2007, tính đến nay cũng đã 11 năm rồi. Và so với những người học tiếng Nhật 1-2 năm thì mình có quá là nhiều kinh nghiệm, cảm giác thế không? 11 và 1 năm, 2 năm, 8 năm. Thế nhưng so với những người mà học tiếng Nhật 20 năm hay là đi sang bên Nhật ở lâu năm ở bên đấy thì mình vẫn chỉ là con gà mà thôi. Các bạn ơi, khi mà học tiếng Nhật đó, hay là học bất cứ thứ gì đó thì chúng ta cũng không được nôn nóng. Các bạn thử tưởng tượng xem, khi mà chúng ta muốn nấu một bát canh sườn hầm thật là ngon thì chúng ta phải ninh xương trong vòng vài tiếng đồng hồ, phải không nào? Thế nhưng nếu mà bát canh sườn hầm đấy mà chúng ta cho vào lò vi sóng, bấm bấm tít vài phút thì làm sao có được một bát sườn hầm ngon được, đúng không nào? Hay mình thường ví việc học tiếng Nhật như thế này nhá. Các bạn hãy tưởng tượng xem, chẳng hạn như bây giờ mình là một đứa trẻ bé nhỏ như thế này, mình muốn trưởng thành cao lớn và đẹp trai hơn thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Mình phải ăn thật là nhiều, đúng không? Ăn thật là nhiều, sau tầm khoảng 2-30 năm, 10-15 năm sau mình sẽ cao phỏng lên và lớn lên, đẹp trai hẳn lên, phải không nào? Tương tự như thế, bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu học tiếng Nhật thì chúng ta phải ăn thật là nhiều tiếng Nhật, ăn thật là nhiều kanji, ăn thật là nhiều từ vựng, ăn thật là nhiều ngữ pháp. Và sau 1 năm, 2 năm, 3 năm thì chúng ta sẽ có được những cái bằng cấp như là N3, N2, N1, đúng không? Và khi đó chúng ta đã trưởng thành. Ăn những thứ đó, ăn thức ăn vào người, ăn tiếng Nhật vào người, nó sau này nó giống như là dinh dưỡng của chúng ta. Ban đầu ăn vào thì nó chẳng thấy đâu cả, đúng không? Nhưng mà sau một khoảng thời gian sau thì mới thấy được, à, nó đã biến thành dinh dưỡng của mình, nó đã chảy trong người mình rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ đưa ra một mục tiêu như thế này. Chúng ta sẽ học N5, N4 trong vòng 6 tháng, N3 trong vòng 1 năm, N2 trong vòng 2 năm và N1 trong vòng 3 năm. Như vậy là ok rồi. Tất nhiên, mình sẽ đồng hành cùng các bạn kể từ ngày hôm nay và cho đến mãi mãi về sau. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip trên website dungmori.com.